sao em cứ đánh thức một con tim đang mong manh? Sao con tim em đã bị một lần nữa thất trách như vậy? Sao con tim anh đây vẫn yêu em, sao biết mai hay phải quên? Còn sống anh mãi những giây phút anh yêu em, có khi hay ngồi cười và vui bên em. Các bạn có chuẩn bị chúng ta cùng nhau giơ tay nhảy thêm một lần nữa không ạ?